sẽ quay trở lại trong hoàn cảnh nào. Đây là trải bài dành cho những ai đã ngắt kết nối hoặc vừa chia tay không lâu. Và vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực và cởi mở nhất. Và sau đây là trải bài của các bạn. Xin kết nối năng lượng của vũ trụ và rất là biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Và kết nối năng lượng cùng các bạn đã chọn xem video này. Và các bạn sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào khi đã bị ngắt kết nối và vừa mới chia tay. Và xin kết nối năng lượng với vũ trụ rất biết ơn thông điệp đã gửi vào trong trải bài này. Và chúng ta sẽ lấy ngẫu nhiên ra ba lá bài ha các bạn ha. Lá bài đầu tiên, các bạn có lá bài 7 tiền. Lá bài thứ hai, theo thông điệp của chúng ta sẽ có lá bài The Lover. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài nào? Chúng ta có lá bài 2 gậy. Sau đây mình chia sẻ chi tiết về trải bài. Đầu tiên, lá bài 7 tiền này nó đại diện cho ngữ cảnh. Thì đây cho thấy là mối quan hệ của bạn nằm trong cái tầm nhìn rất dài hạn. Và nó chứng tỏ rằng bạn biết cái gì là cái tốt cho mình. Do đó bạn muốn quay lại với người yêu cũ của bạn. Và ở trong hoàn cảnh nào? Khi trước kia bạn đã đầu tư và nỗ lực rất nhiều để bạn mong muốn cho mình có được một kết quả hoặc là xứng đáng, một cái gì đó rất đẹp tương lai cho mối quan hệ của hai người. Bạn coi trọng mối quan hệ này lắm, bạn rất là sợ thất bại. Bạn không biết là liệu mình có lấy được tình cảm của người này hay không. Và bạn cũng thấy là hình như là họ chậm trễ quá khiến bạn khát vọng. Bạn nỗ lực rất nhiều cho cái tình yêu này, nhưng dường như nó lại không mang kết quả như bạn mong đợi. Có vẻ như các bạn đang bị hấp tấp quá trong mối quan hệ này. Bởi vì tình yêu nó cần có thời gian để nó mới nảy nở từ từ bạn, chậm mà chắc còn hơn mà dục tốc bắt đạt. Cái thời điểm đó các bạn đã hối khúc người ta quá nhiều rồi. Và ở đây chúng ta có thể thấy là khi bạn gieo trồng một hạt giống tình yêu thì tình yêu nó mới phát triển. Bởi vì cái giai đoạn trước á, có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng bạn hơi tin đi, nếu bạn chịu khó chút xíu nữa, đừng thúc ép, thì phần thưởng sau đó sẽ rất là vô giá. Có thể lúc đó các bạn thấy là cuộc sống tình cảm của bạn trẻ nhẹ và mệt mỏi quá. Và để được bên nhau thì mối quan hệ của bạn đang bị rất là mệt mỏi về tài chính, cũng như một trong hai đang gặp rắc rối về cái này rất là nhiều. Đây là lúc bạn phải hiểu rằng cái mối quan hệ không phải lúc nào cũng nồng nàn và cảm xúc hết trơn á. Mà nó còn là phải đối tác nỗ lực mỗi ngày để có thể ở cạnh bên nhau. Bởi vì thế giới này thay đổi không ngừng các bạn. Theo thời gian, tất cả những khoảnh khắc nó sẽ tẻ nhạt, và tất cả những khó khăn nó sẽ đè nặng lên mối quan hệ của hai bạn. Quan trọng là mình nhìn được tình cảm, mình nhìn được là cái tình yêu của người này đối với mình ra sao á. Lúc đó các bạn mới gắn kết được. Các bạn phải tiến tới cái mục tiêu cuối cùng của hạnh phúc, chứ không phải là nhìn vào những cái khó khăn, những cái tẻ nhạt đó rồi mình chia tay. Thật ra lá bài này nó thể hiện rất đúng với trải bài này. Bởi vì các bạn đang nghĩ về những mối quan hệ trước đây, tức là người yêu cũ, bạn muốn gặp lại họ. Nếu bạn chịu làm rõ hơn về cái hình ảnh của người cũ của các bạn, thì bạn sẽ thấy được cơ hội trở lại với người này. Bởi vì khi mình thích ai, thông điệp lá bài là bạn có thể thực hiện quá mong muốn của mình với điều kiện bạn phải toàn tâm toàn lực. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để thực hiện cái điều này. Nếu như các bạn còn thương thì bạn tiếp tục theo đuổi, mình trở lại những gì bạn mong muốn cuối cùng sẽ được đền đáp nếu bạn cố gắng. Bởi vì chúng ta cố gắng thì cái việc chúng ta mới thành công. Và lá bài nó đại diện cho sự chuẩn bị kỹ càng để biết được yêu là gì, có sức chịu đựng, biết sức tăng trưởng và giúp nhau hoàn thành những gì bạn mong muốn. Đây là một cái ngã rẽ cuộc đời. Lúc này mình cần đánh giá lại người yêu cũ và bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho mình. Lá bài thứ hai sẽ nói ra cái hoàn cảnh cũng như trọng tâm mà hai bạn cần phải chú ý, nhất là bạn. Khi mà lá bài Lover này được xuất hiện, nó chứng tỏ là các bạn phải thể hiện tình cảm, lòng trắc ẩn, sự tin tưởng và hòa hợp của hai người. Khi mà xuất hiện lá bài này trong trải bài á, thì đây dấu hiệu hai bạn cần phải có sự giao tiếp cởi mở, trung thực hơn với những cái mối quan hệ của cả bạn.
bởi vì chúng ta phải xây dựng cái mối quan hệ này dựa trên cái nền tảng của sự tôn trọng, tình yêu và sự tin tưởng nhất có thể. Và đây là dấu hiệu của thông điệp muốn gửi các bạn phải khích lệ cho sự thống nhất, hợp lại của hai người, ngay cả khi bạn và họ đã mất kết nối hoặc là đã xa nhau. Thời điểm này hai bạn vẫn có thể đến với nhau một cách hài hòa nếu thực sự liên kết, bằng cách là các bạn phải tạo ra cho mình một con đường. Con đường này là một cái con đường do mình tạo nên các bạn. Thật ra khi các bạn yêu nhau á, chính là một cái thông điệp các bạn phải lựa chọn. Lựa chọn cái người mà sống khác mình, lựa chọn cái người giới tính khác mình, một sự đối lập. Nhưng mà các bạn đừng có mang cái tâm lý là loại trừ lẫn nhau. Bởi vì khi đây là cái lúc bạn cần phải có sự tin tưởng và đồng lòng. Để hai người yêu nhau, họ mới đem lại cái niềm tin và sức mạnh. Cái người này phải tiếp sức cho người kia mới là cái điều mà bạn cần phải nên làm. Bởi vì lúc này là lúc các bạn cần phải có sự trung thực nhất có thể. Nếu như bạn và họ sẵn sàng ở trong một tình trạng dễ bị tổn thương nhất, tức là các bạn sẽ học cách mở lòng với nhau, chia sẻ cảm xúc chân thật của mình. Lúc này là các bạn sẽ đem lại cái niềm tin. Và khi cái niềm tin này nó xuất hiện trở lại, nó sẽ tạo mối liên kết rất mạnh mẽ cho hai bạn. Đây là lúc mà các bạn phải nên có sự giao tiếp và liên hệ lại với người này đi. Bởi vì bạn sẽ tạo dựng được mối quan hệ thật sự là hoàn hòa, viên mãn. Nếu như vì một cái lý do nào đó mà các bạn đối mặt với một cái tình huống khó xử về mặt đạo đức, thì các bạn phải cân nhắc cái mọi hậu quả trước khi bạn hành động. Bởi vì nó có thể khó khăn đó. Các bạn đừng bao giờ thực hiện một cái quyết định dựa trên cái sự sợ hãi và lo lắng hoặc cảm giác tội lỗi xấu hổ. Hơn bao giờ hết, nếu các bạn chọn tình yêu, thì cái tình yêu cho chính mình và tình yêu cho người khác và tình yêu cho vũ trụ là làm sao bạn phải cảm thấy hạnh phúc. Đừng có gượng ép, bởi vì cái gượng ép là không có được nha các bạn. Và các bạn, chỉ khi nào mà các bạn vượt qua cái giai đoạn là mình chấp nhận được người khác, mình thấy là mình có những cái mặt đối lập với nhau, nhưng mà cái mình cần là tình tương xây hài hòa. Bởi vì trong tất cả cái mọi lựa chọn, tất cả mọi người đều có mặt tốt, mặt xấu, cơ hội và thách thức, tích cực và tiêu cực giống nhau hết. Khi bạn chấp nhận tính hai mặt này, đó là lúc bạn xây dựng được tính thống nhất. Từ đó tình yêu các bạn mới có được. Và ở đây sẽ có hai trường hợp. Nếu như các bạn nhận ra rằng đơn giản các bạn xa cách, thì đây là lúc các bạn phải nên tiếp tục nói lại mối quan hệ. Nếu bạn cảm thấy là cái tình yêu này có sự gắn kết và cả hai chịu buông cái tôi mình xuống. Và nếu như cái mối quan hệ các bạn trở lại mà tiếp tục xáo trộn những tranh cãi và thiếu tôn trọng lẫn nhau á, thì đây là lúc bạn nên buông tay. Hãy tôn trọng bản thân và làm những gì tốt nhất cho cả hai bạn. Qua hình ảnh lá bài, các bạn cũng thấy được là cái sự cám dỗ và nhục nhục nó bị ám ảnh bởi vì ở nơi cái người phụ nữ và con rắn ở sau lưng nó. Tức là con rắn và cây táo nó biểu thị sự cám dỗ, thú vui nhục nhục để khiến cho cái người mang năng lượng nam không có tập trung vào tình yêu. Bởi vì đây là cái lúc là cái nam mê của người mang lượng nam rất là mạnh các bạn. Làm sao các bạn có thể hòa nhập được để cho cái sự ham muốn về thể xác nó sẽ không còn nữa, mà sẵn dẫn đến cái nhu cầu là các bạn muốn giao tiếp về cái mặt tinh thần nhiều hơn. Thì cái điều này là sao? Điều này cần các bạn phải giao tiếp. Bởi tất cả mọi cái kết nối hoạt động tinh thần phải qua giao tiếp của các bạn. Giao tiếp chính là cái nền tảng cho một mối quan hệ lành mạnh. Qua đây mình chia sẻ cho các bạn, thực sự các bạn đừng cứ đi tìm người yêu gì xa xôi hết. Chỉ cần tìm được cái người mà bạn có thể tâm sự, trò chuyện được là các bạn nên lấy. Tại vì khó lắm mình mới tìm được một bạn tâm giao, người mà có thể giao tiếp. Nếu như hai bạn không có thể giao tiếp thì mình nghĩ nên ngừng cái mối quan hệ này lại. Bởi vì cuối cùng cũng sẽ gây đau khổ cho nhau mà thôi. Và lá bài cuối cùng sẽ đại diện các bạn sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào. Thì ở đây chúng ta có lá bài hai gậy. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó mong muốn là các bạn phải đặt ra cái mục tiêu của mình cho tình yêu này. Bởi vì khi bạn có kế hoạch rõ ràng, biết ý nghĩa tình yêu là như thế nào, thì bạn mới xem xét lại là mình nên thay đổi gì để mình có thể thực hiện được điều đó. Bởi vì cơ hội đã đến ngay bây giờ nếu như các bạn chịu điều chỉnh lại và cân nhắc thực hiện những cái phần mình.
Mình biết là cái lá bài này nó là một cái lời hứa rất là tuyệt vời để cho bạn ngẫm nghĩ lại bạn muốn gì trong mối quan hệ này. Khi bạn thấy được là bạn biến được cái suy nghĩ của mình đó, thành cái hành động mà biết làm sao để giao tiếp lại với người này đó, mà cả hai cùng nhau hướng về tương lai, thì chắc chắn đây là cái lúc bạn có khả năng rất là sâu sắc để kết nối lại với hai bạn gần với nhau. Và chỉ khi nào các bạn chịu hành động thì các bạn mới có thể kết nối và gặp lại người cũ. Bởi vì nếu như bạn không hành động thì chẳng có gì sẽ xảy ra hết trơn á. Hãy di chuyển, hãy làm cái điều gì khác đi. Bạn muốn lựa chọn cho mình hạnh phúc, bây giờ mình phải theo đuổi cái người mà mình mong muốn nếu mình cảm thấy người này xứng đáng. Bây giờ là cái thời điểm bạn phải đưa ra cái lựa chọn của mình, những gì bạn muốn về cái mối quan hệ này. Bởi vì tình yêu có lúc lên lúc xuống không như mong đợi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ vượt qua cái giai đoạn này và các bạn tìm thấy được cái sự thành thật cũng như là cái năng lượng để các bạn biến được cái mối tình yêu của bạn trở thành một mối quan hệ cam kết. Đây là lúc mình phải kiểm tra lại cái sự lựa chọn của mình, khám phá ra mình phải cần làm gì. Bước đầu tiên là cái bước hãy biến nó thành hiện thực. Thật ra lá bài này nó nằm ở cái thế là không có kết quả xác định được, bởi vì có nghĩa là bạn nên làm cái gì đó cân nhắc về lựa chọn của mình, đưa ra cái lựa chọn của mình một cách tốt nhất. Nếu như bạn muốn kết nối với con người đích thực, cái người bạn cần đó, thì đây là lúc bạn nên làm. Và có dấu hiệu là hình như các bạn đang bị đứng phân vân, chần xé việc chọn ai, bởi vì có hai đối tác bạn đang muốn lựa chọn. Bạn nên chọn ai mà có thể ổn định, đáng tin cậy, một cái người thì táo bạo và mạo hiểm. Và lá hai gậy này cho thấy bạn có thể gặp lại người yêu cũ của mình thông qua việc đi du lịch hoặc cái gì đó mà ở xa chứ không phải là nơi địa phương bạn đang sinh sống. Nếu như bạn muốn có thể trở lại thì bạn nên thử lên kế hoạch đi du lịch cùng người này, hoặc là các bạn cùng nhóm bạn làm sao sắp xếp để bạn và họ có thể cùng với nhau trên một chuyến đi, thì nhất định nó sẽ kết nối lại về mặt cảm xúc. Nhớ cho mình, giao tiếp là cái chìa khóa giúp cho bạn có thể liên kết lại với người này. Tiếp theo, xin kết nối năng lượng vũ trụ, xin một lá bài để mà khẳng định về cái mối quan hệ này như thế nào. Thì ở đây có dấu hiệu là bắt đầu lại từ đầu. Thông điệp này nó phù hợp với trải bài kinh khủng khiếp luôn các bạn. Nó nói là cái sự hồi sinh của một mối quan hệ cũ đã trải qua một giai đoạn khó khăn rồi. Lúc này là lúc bạn phải thay đổi cảm xúc và cái bầu không khí bên trong để khiến cho bạn cởi mở hơn với tình yêu. Bởi vì đây là lúc bạn phải quyết định tập trung vào chính mình, tập trung vào hạnh phúc. Bởi vì điều này sẽ có ý nghĩa cho tình yêu của bạn và của họ luôn. Hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được tình yêu, sự hồi sinh là có thể nha các bạn. Thông điệp của lá bài cũng hy vọng là các bạn phải sống đúng theo cái ước muốn của mình. Bất kể bạn đang gặp cái trở ngại đi chăng nữa, thì đây là các bạn phải nên đón nhận nó với niềm đam mê và nhiệt huyết nhất có thể. Bởi vì nó cũng khuyến khích bạn đi du lịch. Bởi vì khi mà các bạn cảm thấy mình vui vẻ, năng lượng tích cực, thì chắc chắn sẽ thu hút được lại người yêu cũ này. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng.
Sadhu, sadhu, sadhu.